tử tù mắc COVID-19 trốn khỏi trại giam Chí Hòa, bị phạt thêm 2 năm 6 tháng tù. Sau hơn 4 tháng bị bắt vì trốn khỏi trại giam Chí Hòa, thành phố Hồ Chí Minh, tử tù mắc COVID-19 Nguyễn Kim An, 27 tuổi, phải nhận thêm bản án 2 năm 6 tháng tù. Ngày 24 tháng 11, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Kim An, sinh năm 1995, quê Bình Thuận, 2 năm 6 tháng tù về tội trốn khỏi nơi giam giữ. Tổng hợp hình phạt bị cáo đang chấp hành là tử hình. Nguyễn Kim An là tử tù mắc COVID-19, từng trốn khỏi trại giam Chí Hòa vào hôm 13 tháng 7. Cách đây 7 năm, An đã sát hại bạn cùng lớp để cướp tài sản, chở xác vứt xuống sông ở quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Theo cáo trạng, vào chiều ngày 13 tháng 7 năm 2021, lợi dụng lúc quản giáo mở cửa và quay ra đưa cơm cho phòng kế bên, An đã lén tháo cùm chân bỏ trốn vào phòng trống, dùng làm kho chứa cùm và đồ lưu ký gần đó. An lấy quần jean trong phòng lưu ký mặc, bỏ thêm hai áo trong túi ni lông, chuẩn bị bỏ trốn. Đến khoảng 20 giờ 30 phút cùng ngày, An ra khỏi nơi ẩn nấp và đi đến cổng 2 của trại. Tại đây, cán bộ trực cổng hỏi An đi đâu thì An xin ra ngoài. Lợi dụng sơ hở từ lúc cổng đang mở, An lẻn ra và đi theo đường ra cổng chính của trại tạm giam Chí Hòa, rồi ra đường Hòa Hưng, quận 10. Lúc này An đang dương tính với SARS-CoV-2. Trốn khỏi trại, An đi qua nhiều nơi, đến tối hôm sau thì tìm đến nhà người thân của một bạn tù ở quận Tân Phú, xin ngủ nhờ một đêm. An nhớ địa chỉ ghi trên đồ lưu ký, được chủ nhà cho 500.000 đồng rồi đuổi đi và dọa sẽ báo công an nếu không đi. Sợ bị bắt, An bỏ đi rồi đón xe ôm đến ngã tư Thủ Đức tìm người quen nhưng không được. Sau đó An nhờ một người xe ôm trở về quận Tân Phú. Trên đường đi, anh ta xin về nhà người này ở quốc lộ 13 thành phố Thủ Đức ngủ nhờ thì được đồng ý. Vào tối ngày 16 tháng 7, sau khi được người xe ôm nấu mì cho ăn, An nói đi gặp bạn. Vừa ra cửa thì An bị cảnh sát bắt giữ. Quá trình trốn khỏi trại tạm giam, An giấu biệt nhân thân. Do đó những người từng tiếp xúc với An không biết bị cáo là người đang trốn khỏi nơi giam giữ nên không phải chịu trách nhiệm hình sự. Hội đồng xét xử nhận định hành vi của bị cáo đã xâm phạm đến chế độ giam giữ và hoạt động bình thường của cơ quan tiến hành tố tụng hình sự, cần phải xử lý nghiêm để răn đe, nên đã tuyên mức án trên. Đối với các quản giáo trong ca trực sơ hở để An bỏ trốn, hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh sẽ xem xét xử lý sau. Mời quý vị cùng đến với thông tin kế tiếp. Trước những thông tin không xác thực xôn xao trên mạng xã hội, cơ quan chức năng đã lên tiếng đính chính. Tối ngày 23 tháng 11, mạng xã hội xôn xao nhiều đoạn clip ghi lại vụ tai nạn nam sinh điều khiển xe máy tông vào xe chuyên dụng của cảnh sát giao thông dẫn đến bị thương. Sự việc xảy ra trên địa bàn huyện Văn Quan, Lạng Sơn. Trong clip đăng tải, người đàn ông quay clip cho biết cảnh sát giao thông dùng xe thùng chặn xe học sinh gây tai nạn khiến nạn nhân bất tỉnh. Phát hiện sự việc, nhiều người dân đã hiếu kỳ đòi quay lại clip làm bằng chứng. Một số quá khích còn chửi bới lực lượng cảnh sát giao thông tại hiện trường. Ngay sau đó, đoạn clip đã lan truyền trên các hội nhóm, gây ra các tranh luận trái chiều. Liên quan đến sự việc, lãnh đạo công an huyện Văn Quan, Lạng Sơn đã đính chính sự việc trên. Theo đó, vào khoảng 14 giờ chiều cùng ngày, trong lúc tổ công tác quay đầu xe về đội thì nam sinh sinh năm 2006, trú trên địa bàn huyện Văn Quan, tông trúng, ngã ra đường. Vị lãnh đạo cho hay, do nam sinh nhìn thấy xe mô tô của cảnh sát giao thông đang xử lý một trường hợp học sinh khác vi phạm quy định về an toàn giao thông, nên đã tăng tốc bỏ chạy, gây ra tai nạn. Sau sự việc, lực lượng chức năng đã sơ cứu, đưa nam sinh đến bệnh viện cấp cứu và điều trị. Hiện nam sinh này vẫn tỉnh táo. Kiểm tra sơ bộ cho thấy nạn nhân bị gãy chân và gãy răng. Mấy chục năm đi khắp hang cùng ngõ hẻm, lần theo dấu tích hung thủ giết mẹ, Đỗ Thanh An chưa một ngày nản chí. Mới đây, anh nhận được phản hồi từ Công an tỉnh Bình Thuận thông báo Bộ Công an đang phối hợp điều tra làm rõ theo đơn tố cáo của anh. Đến nay, đã bước sang năm thứ 41, anh cũng nhiều lần gửi đơn đến nhiều cơ quan chức năng và tự điều tra lần theo dấu vết hung thủ. Mới đây, anh An cho biết vừa nhận được văn bản phản hồi từ Công an tỉnh Bình Thuận thông báo Bộ Công an đang phối hợp điều tra làm rõ theo đơn tố cáo của anh. Văn bản số 1224 của Công an tỉnh Bình Thuận nêu rõ vụ án giết bà Phan Thị Khanh, mẹ Đỗ Thanh An xảy ra ngày 31 tháng 7 năm 1980 tại xã Tân Minh, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận do Công an tỉnh Thuận Hải cũ khởi tố vụ án. Trong quá trình điều tra vụ án do không chứng minh được bị can của vụ án, nên ngày 20 tháng 7 năm 1981, Công an tỉnh Thuận Hải đã tạm kết thúc điều tra vụ án theo quy định của pháp luật. Sau khi chia tách tỉnh thì hồ sơ vụ án được giao cho Công an tỉnh Bình Thuận quản lý và theo dõi. Qua nhiều lần nhận được đơn tố cáo của ông đối với đối tượng Trương Đình Khôi, còn có tên gọi khác là Lê Minh Sơn, Trương Chi, là người trực tiếp gây ra vụ án, cơ quan điều tra đã trực tiếp điều tra xác minh theo các thông tin mà ông đã cung cấp.
đồng thời phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an truy tìm đối tượng. Hiện nay, Công an tỉnh đang tiếp tục phối hợp với Bộ Công an để xác minh và xử lý theo quy định của pháp luật, văn bản nêu. Chồng đi tắm rồi đột quỵ, xót lòng cảnh mẹ trẻ tha hai con sinh đôi, đi bán vé số mưu sinh. Không nghề nghiệp, không tiền bạc, tài sản duy nhất của Trâm chính là hai đứa trẻ. Đó cũng là động lực để cô mạnh mẽ vươn lên mỗi ngày. Có gia đình vợ chồng giàu hiếm muộn, xin bé Hiếu làm con nuôi, rồi họ cho em một khoản tiền làm vốn. Mọi người cũng bảo cho thằng bé Hiếu đi, người ta giàu thật sự thì con mình cũng có được cuộc sống tốt. Rồi mình cũng có điều kiện nuôi bé Nghĩa tốt hơn. Nhưng mà em không đồng ý. Bây giờ mình đẻ con ra rồi thì cố gắng nuôi nó, chứ cho đi thì tội lắm. Tiền tiêu rồi cũng hết, em muốn nuôi hai đứa con cho trọn vẹn tình nghĩa với chồng. Trong giấc mơ, chồng em cũng nhắn nhủ em, ráng cố gắng làm lụng để lo lắng cho con. Lời tâm sự của Trâm, 26 tuổi, khiến cho nhiều người vừa xúc động, vừa thương cho hoàn cảnh của cô gái trẻ, lại vừa khâm phục sự mạnh mẽ, nghĩa tình của cô. Trâm sinh ra và lớn lên ở thành phố Hồ Chí Minh. Sau cuộc hôn nhân đầu tiên không tìm thấy hạnh phúc, Trâm gửi hai con cho nhà chồng nuôi và kết hôn với người thứ hai. Cuộc sống của hai vợ chồng trẻ tuy có nhiều khó khăn nhưng luôn yêu thương động viên nhau. Cả hai càng hạnh phúc hơn khi đón cặp đôi song sinh rất kháu khỉnh, dễ thương. Trâm và ông xã đặt tên cho con là Hiếu và Nghĩa. Thế nhưng hạnh phúc với Trâm chẳng tày gang. Lần này người phụ nữ trẻ phải đối diện với nỗi bất hạnh quá lớn. Đó là sự ra đi đột ngột của người chồng trong một trưa hè nóng bức cách đây 7 tháng. Buổi trưa hôm ấy, chồng em đi làm về khoảng 11h30, 12 giờ. Thời tiết nóng nực nên anh vào tắm. Em ở ngoài dọn cơm sẵn mà mãi không thấy anh, nên vào xem thì phát hiện anh bị té ở nhà tắm và mất rồi. Trâm nhớ lại ngày định mệnh. Ở tuổi 31, anh ra đi mãi mãi khi chưa kịp trăng trối điều gì. Trâm và hai bé lâm vào cảnh mẹ góa con côi. Hiếu Nghĩa mất cha khi vừa đầy tháng. Chồng mất, Trâm một mình lo cúng cơm cho chồng, chăm hai con nhỏ còn ẵm ngửa, chăm sóc người mẹ chồng bị tai biến nằm liệt giường. Được gần 3 tháng thì bà cũng qua đời. Trâm đưa hai con về nương nhờ ông bà cố nội. Cả nhà ba người lớn, hai em bé sống trong phòng trọ chật hẹp, nóng bức, nằm sâu cuối hẻm nhỏ. Ông bà cố đã ngoài 70 tuổi, phải vất vả đi làm mướn, nhưng thương hoàn cảnh của Trâm nên không ngại giang tay đón ba mẹ con. Ông bà cố ngoài giờ đi làm sẽ phụ Trâm trông nom Hiếu Nghĩa. Người mẹ trẻ cũng đỡ cực phần nào. Khi tình hình dịch bệnh ở Sài Gòn có dấu hiệu khả quan hơn, cũng là lúc Trâm tìm kế sinh nhai. Vay được 500.000 đồng làm vốn, Trâm đi bán vé số. Hàng ngày tha hai đứa trẻ đến những con hẻm gần nhà để bán, kiếm tiền trang trải cuộc sống. Biết hoàn cảnh của Trâm, Mạnh Thường Quân đã gửi tặng cô một chiếc xe đẩy đôi cũ để bà mẹ trẻ đỡ cực hơn khi đưa con đi bán vé số. Đồng thời hỗ trợ thêm chút ít kinh phí để Trâm mua sữa cho con. Hy vọng người mẹ trẻ sẽ luôn khỏe mạnh, lạc quan để nuôi nấng, chăm sóc và dạy dỗ hai con nên người. Tòa án Nhân dân quận 1 thông tin mới nhất vụ kiện của Vy Oanh. Hồ Văn Cường chính thức lộ diện hậu tang lễ Phi Nhung. Tòa án Nhân dân quận 1 thông tin mới nhất vụ kiện của Vy Oanh. Tòa án Nhân dân quận 1 thành phố Hồ Chí Minh xác nhận với chúng tôi, đơn vị đã thụ lý đơn kiện do ca sĩ Vy Oanh gửi đến có nội dung yêu cầu bà Nguyễn Phương Hằng, tổng giám đốc khu du lịch Đại Nam ở tỉnh Bình Dương công khai xin lỗi, bồi thường tổn thất. Trong đơn kiện, dòng ca đồng xanh cho rằng trong nhiều lần phát trực tuyến trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, YouTube, bà Nguyễn Phương Hằng có lời lẽ thóa mạ, làm nhục mình. Cụ thể, bà Nguyễn Phương Hằng nhiều lần chỉ trích nữ ca sĩ giật chồng, đẻ thuê. Ngoài ra, báo Thanh Niên cũng cho biết ca sĩ Vy Oanh còn khởi kiện bà Nguyễn Thị Thu Hoài, Hoa hậu phu nhân người Việt toàn cầu năm 2012 ra Tòa án Nhân dân quận 1. Theo nữ ca sĩ, Hoa hậu Thu Hoài đưa lên mạng xã hội nhiều thông tin bịa đặt vu khống liên quan đến mình. Cơ quan xét xử đang tiến hành giải quyết hai vụ việc theo trình tự luật định. Hồ Văn Cường chính thức lộ diện hậu tang lễ Phi Nhung, ánh mắt thất thần gây chú ý. Mới đây, cộng đồng mạng xôn xao tin Hồ Văn Cường đã chính thức lộ diện, còn đi biểu diễn hậu tang lễ mẹ. Giữa lúc người người còn bán tin bán nghi, thì một đơn vị đã lên tiếng xác nhận Hồ Văn Cường đi biểu diễn là thông tin đúng sự thật. Quán quân Việt Nam Idol Kids 2016 đã đi hát trở lại vào ngày 20 tháng 11. Cụ thể, nơi Hồ Văn Cường xuất hiện là trường Đại học Hoa Sen, cũng là nơi nam ca sĩ theo học. Cường nhận lời biểu diễn trong ngày hội tri ân nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 tại ngôi trường mẹ nuôi Phi Nhung đã gửi gắm, mong cậu nên người. Tuy nhiên, điều khiến mọi người chú ý là thần sắc của con nuôi Phi Nhung rất khác thường. Ánh mắt buồn rười rượi, chất chứa ưu tư, giọng ca nhí trông cũng gầy hơn khá nhiều hậu ồn ào.
Có thể nói, Hồ Văn Cường đã phải chịu sức ép dư luận rất lớn từ khi mẹ nuôi qua đời. Đó cũng là lý do nhiều người cho rằng cậu chọn ở ẩn trong suốt thời gian qua. Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức đã có thông báo trên website của bệnh viện về việc hoàn trả phí dịch vụ xét nghiệm thu sai của bệnh nhân với tổng số tiền lên tới 3,34 tỷ. Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh đã thông báo trên website của bệnh viện về việc hoàn trả phí dịch vụ xét nghiệm thu sai của bệnh nhân trong thời gian từ ngày 20 tháng 9 năm 2018 cho đến ngày 31 tháng 7 năm 2019. Cụ thể, bệnh viện thông báo như sau. Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức trân trọng thông báo đến quý bệnh nhân có tên trong danh sách vui lòng đến bệnh viện để nhận lại tiền phụ thu xét nghiệm. Mọi thông tin chi tiết về tên và số tiền quý bệnh nhân tra cứu tại website bệnh viện. Theo thông báo, bệnh viện sẽ hoàn tiền trong thời gian từ ngày 23 tháng 11 năm 2021 cho đến ngày 23 tháng 11 năm 2022, buổi sáng từ 7 cho đến 12 giờ, chiều từ 13 cho đến 16 giờ. Bệnh viện lưu ý các bệnh nhân khi đến nhận tiền mang theo chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân, thẻ bảo hiểm y tế, hóa đơn đóng tiền. Trường hợp thân nhân nhận thay thì mang theo chứng minh nhân dân. Tổng số bệnh nhân được hoàn tiền thu sai là 286.785 người với tổng số tiền là 3,34 tỷ đồng. Trong số hơn 286.000 người được trả lại, phổ biến ở mức tiền từ 2.500 đồng cho đến 85.000 đồng. Hoạt động hoàn trả này là kết quả việc xác minh qua thư tố cáo, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh vào cuộc kiểm tra xác định trong giai đoạn từ ngày 20 tháng 9 năm 2018 đến ngày 31 tháng 1 năm 2019, Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức tổ chức thu thêm tiền 58 dịch vụ xét nghiệm cao hơn mức giá quy định của Bộ Y tế. Kết luận của Sở Y tế còn xác định bệnh viện này chưa xây dựng cơ cấu giá, chưa thực hiện kê khai giá theo quy định của luật giá. Hai người qua đời sau khi tiêm mũi 2 vaccine phòng COVID-19. Vào trưa nay, tin từ Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa cho biết trên địa bàn vừa ghi nhận 2 trường hợp qua đời sau khi tiêm vaccine COVID-19. Theo đó, vào ngày 23 tháng 11, Trung tâm Y tế huyện Nông Cống tổ chức tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 mũi 2 cho công nhân, người lao động tại công ty trách nhiệm hữu hạn giày Kim Việt có địa chỉ tại thị trấn Nông Cống, huyện Nông Cống theo kế hoạch. Tất cả những người đăng ký tiêm chủng đều được cán bộ y tế khám sàng lọc đầy đủ, tư vấn về loại vaccine tiêm chủng lần này và các phản ứng có thể gặp phải sau tiêm chủng theo đúng quy định. Trong quá trình tổ chức tiêm vaccine COVID-19 đã ghi nhận một số trường hợp phản ứng sau tiêm, trong đó có 5 trường hợp xuất hiện triệu chứng nặng được chẩn đoán phản ứng phản vệ sau tiêm. Ngay sau khi có sự cố xảy ra, lực lượng y tế đã phối hợp đưa các trường hợp nặng chuyển tuyến về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa điều trị. Tuy nhiên, do tình trạng quá nặng và diễn biến nhanh sau phản vệ nên đã có 2 công nhân qua đời vào lúc 0 giờ 45 phút và 8 giờ 45 phút ngày 24 tháng 11. Theo Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa, hiện đơn vị đã chỉ đạo hội đồng chuyên môn đánh giá nguyên nhân tai biến trong quá trình sử dụng vaccine phòng COVID-19, khẩn trương đánh giá nguyên nhân và báo cáo Bộ Y tế xin ý kiến chỉ đạo. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo huyện Nông Cống và các đơn vị, địa phương, doanh nghiệp kịp thời chia sẻ, động viên gia đình có người qua đời và phối hợp cùng gia đình lo hậu sự chu đáo. Mời quý vị cùng đến với thông tin kế tiếp. Mới đây, mạng xã hội lan tỏa hình ảnh một con hẻm ở Sài Gòn cùng tắt đèn chuẩn bị nến và hoa xếp hàng dài để tưởng niệm hàng xóm và những người đã mất trong đại dịch COVID-19, khiến không ít người xúc động. Hơn 17.000 người ở Sài Gòn nói riêng và hơn 23.000 người của cả nước đã mãi mãi ra đi. Một con số thống kê đầy đau lòng mà dịch COVID-19 đã gây ra cho toàn thể đồng bào. Trước những cái chết cô đơn khi không có người thân bên cạnh, tối ngày 19 tháng 11, hưởng ứng lời kêu gọi cùng tắt đèn, thắp nến để tưởng niệm những người đã mất vì dịch bệnh, nhiều khu phố, con hẻm tại thành phố đã cùng nhau dành những phút mặc niệm để cầu nguyện cho những người ra đi. Trong số đó, hình ảnh một con hẻm dài khoảng 300m tại Sài Gòn tắt đèn, đặt những chiếc ghế nhựa ở giữa lối đi. Bên trên có nến thắp sáng và hoa. Người dân đứng hai bên đường cùng chắp tay cầu nguyện kèm theo dòng trạng thái. Nơi tôi ở, tưởng niệm đồng bào đã mất trong đại dịch COVID-19, trong đó có ba mẹ tôi, khiến cộng đồng mạng rưng rưng nước mắt. Ông Văn Bá Quốc, 53 tuổi, tổ trưởng tổ dân phố 19, khu phố 6, phường 12, quận Tân Bình, bất ngờ khi những hình ảnh tại con hẻm được cộng đồng mạng quan tâm chia sẻ. Hớp ngụm trà, chú Quốc trầm ngâm nói, chú thấy vui lắm vì sự đoàn kết của tổ mình đã làm được một điều nho nhỏ dành cho những người đã ra đi, mong cho họ được về nơi chín suối an lành. Trong lúc họ mất, có ai tới thắp nhang được đâu, vì vậy họ ra đi cũng cô đơn lắm. Nhân dịp thành phố phát động tối ngày 19 tháng 11 tắt đèn, thế là cả tổ bàn nhau cùng đồng lòng thực hiện. 20 giờ 30 phút, tất cả đều cầu nguyện cho những người đã mất. Cách nhà chú Quốc vài chục mét, cô Trần Thị Lệ Thủy, 49 tuổi, vẫn chưa thể nào quên sự ra đi đột ngột của ba mẹ mình.
Mặc dù luôn cẩn trọng tuân thủ mọi quy định về phòng chống dịch COVID-19, nhưng cả nhà không may mắc COVID-19, đau xót hơn, hai người lớn tuổi nhất đã không qua khỏi. Đứng nép một góc trước bàn thờ của ba mẹ, cô Thủy rưng rưng nước mắt. Lúc đó cứ thấy bà ngã lên ngã xuống hoài nên đưa bà đi bệnh viện. Bà chữa âm tính xong về nhà được 5 ngày sau thì mất. Còn ông thì đi sau bà 2 tuần. Sốc dữ lắm, cô không ngờ ông bà lại ra đi đột ngột như vậy. Theo cô Thủy, bình thường ông bà rất khỏe mạnh. Tuy ông có bệnh lý nền về đường hô hấp nhưng rất minh mẫn. Ngày ông vào viện, ông còn xin con cháu cho về nhà thở oxy để xem đá bóng. Nhưng rồi bệnh tình lại diễn tiến xấu. Ông mất ở bệnh viện mà không có ai bên cạnh, chẳng nói được lời từ biệt nào với con cháu. Bà mất thì mấy chị em trong nhà tổ chức được tang lễ cho bà, nhưng đến lượt ông chỉ nhận được hỗ cốt mang về. Hôm tưởng niệm, cô đau lòng lắm vì trong đó có ba mẹ mình đã ra đi. Cô chỉ biết chắp tay cầu nguyện mong ông bà được siêu sanh về nơi cực lạc. Xóm làng mọi người ai cũng cầu nguyện để ông bà và những người đã mất để an ủi phần nào làm cho ông bà ấm cúng hơn ở bên kia thế giới. Giờ cô chỉ hy vọng tất cả mọi người bình an, chứ nhiễm vô bệnh này khổ lắm, đau lòng lắm. Vì chỉ có một mình ở bên, có gì ăn đó chứ không có ai bên cạnh, cô đơn lạnh lẽo, cô Thủy rớt nước mắt. Cùng nỗi đau mất đi người thân trong cơn đại dịch COVID-19, chị Dương Thị Hải chết lặng khi người anh ruột của mình đã mãi mãi ra đi trong sự cô quạnh. Chỉ sau 3 tiếng vào bệnh viện, người anh ruột của chị Hải đã không qua khỏi. Anh bị bệnh tâm thần nhưng biết hết, khi đến đưa vào bệnh viện được 3 tiếng thì anh mất. Phải chi ở nhà có người đứng ra chăm sóc cho anh, đằng này ai cũng bị nhiễm. Ông thì lớn tuổi nên đi bệnh viện trước, một mình anh không chăm sóc lo cho mình được. Dịch bệnh thì đâu, có ai qua lại được đâu, anh đi bệnh viện rồi thì chỉ còn hủ cho cốt để mang về thôi, chị Hải xúc động. Trước việc tổ dân phố thắp nến tưởng niệm những người đã mất, chị Hải cho biết phần nào đó gia đình cảm thấy được an ủi. Trải qua nỗi đau mất đi người thân, chị Hải hy vọng rằng mọi người sẽ cố gắng ý thức hơn trong việc phòng chống dịch bệnh, đừng để bất kỳ ai lại phải ra đi vì đại dịch, đặc biệt là những người lớn tuổi có bệnh nền. Cầu mong đại dịch sớm qua đi để bà con làm ăn trở lại bình thường mới, không còn những người mất mát như vậy nữa. Mọi người cùng nhau cố gắng, ai cũng có công ăn việc làm để đất nước dần dần phục hồi trở lại, chị Hải tâm sự. Buổi lễ tưởng niệm tối ngày 19 tháng 11 được diễn ra trong không khí trang nghiêm, ai nấy đều cầu nguyện cho những người đã mất được thanh thản nơi suối vàng. Dịch COVID-19 đã để lại quá nhiều đau thương, mong một ngày sớm nhất Việt Nam sẽ đẩy lùi được dịch bệnh, không còn bất cứ ai đau thương mất nát nào xảy ra nữa. Tất cả mọi người, mọi gia đình đều được bình an. Giáo sư Trần Ngọc Thêm kiến nghị chấm dứt khẩu hiệu tiên học lễ, hậu học văn. Giáo sư Trần Ngọc Thêm cho rằng cần chấm dứt khẩu hiệu tiên học lễ, hậu học văn vì nó mang tính phục tùng và không còn phù hợp với giáo dục Việt Nam hiện nay. Ông khẳng định, sáng tạo thuộc về tài năng, trong khi xã hội Việt Nam truyền thống định hướng đến sự ổn định, nên không hướng đến tài năng mà đề cao chữ lễ. Tiên học lễ, hậu học văn, đề cao sự phục tùng. Trong khi đó, để có con người sáng tạo, cần thực hiện dân chủ trong giáo dục, cần thay đổi quan niệm về người thầy từ việc truyền thụ kiến thức, sang việc hướng dẫn người học tự sáng tạo và chịu trách nhiệm về sự sáng tạo của mình. Giáo sư Trần Ngọc Thêm kiến nghị cần chấm dứt sử dụng khẩu hiệu tiên học lễ, hậu học văn để khai mở tư duy phản biện, giải phóng sức sáng tạo. Chừng nào còn đề cao chữ lễ để ràng buộc người học, còn đề cao quá mức vai trò của người thầy, của đáp án, thì tư duy phản biện sẽ không thể phát triển, không thể có xã hội phát triển. Ông nhấn mạnh thêm. Theo giáo sư Trần Ngọc Thêm, xã hội truyền thống của Việt Nam là xã hội âm tính, ưa ổn định, nên mục tiêu đào tạo là xây dựng mẫu người thừa hành với căn bệnh thụ động, khép kín, với thói cào bằng, đố kỵ và thói dựa dẫm ỉ lại. Phẩm chất thường đánh giá cao trong văn hóa Việt Nam không phải là tính tiên phong hay sự tự tin, mà là sự khiêm tốn, và khiêm tốn theo cách hiểu không phải là đánh giá đúng mình, mà là nhún nhường, hạ thấp mình. Bản chất âm tính của văn hóa và người thừa hành là nguồn gốc của căn bệnh thụ động, khép kín, bảo thủ. Người Việt ngày nay đã bớt thụ động hơn xưa. Song nhìn trong tổng thể thì cho đến nay, tính thụ động vẫn còn là một đặc trưng chủ đạo của người Việt. Thêm vào đó, tính cộng đồng cùng áp lực của số đông, sự dìm hàng ném đá của cộng đồng giáng xuống đầu những người đi tiên phong như một sự cảnh cáo đã giết chết mọi sự tích cực. Ở Việt Nam, phẩm chất thường được đánh giá cao không phải là sự tự tin, càng không phải là tính tiên phong, mà là sự khiêm tốn. Trong khi ở phương Tây, khiêm tốn được hiểu là thể hiện một sự đánh giá đúng mực về giá trị và tài năng của mình, thì ở Việt Nam, khiêm tốn lại thường được hiểu là sự nhún nhường, tự hạ thấp mình. Trong giáo dục, tính thụ động thể hiện ở mọi nơi. Con cái thụ động trong quan hệ với cha mẹ, người học trong quan hệ với người dạy,
và người dạy thụ động trong quan hệ với nhà trường thụ động trong quan hệ với bộ máy cấp trên. Ông cũng đề cập đến căn bệnh thành tích, nhấn mạnh, để có con người sáng tạo, cần chống bệnh thành tích, bệnh phong trào và bệnh đối phó. Các căn bệnh này có cả ở người học, trong phụ huynh và trong nhà quản lý. Theo vị giáo sư này, trong giáo dục và đào tạo con người, tài đi liền với đức. Trong văn hóa giáo dục có hai vấn đề, một là quan niệm về tài, đức, và hai là mối quan hệ giữa tài và đức. Để có con người sáng tạo, cần thực hiện dân chủ trong giáo dục, cần thay đổi quan niệm về người thầy từ việc truyền thụ kiến thức sang việc hướng dẫn người học sáng tạo và tự chịu trách nhiệm về sự sáng tạo của mình, giáo sư thêm nói. Mời quý vị cùng đến với thông tin kế tiếp. Quý vị đừng rời màn hình vì Quỳnh Anh sẽ quay trở lại ngay với những tin tức nóng hổi khác. Quý vị cũng đừng quên viết ra những ý kiến bình luận của mình ở phía dưới mỗi video cùng với chúng tôi.